Tiếp chapter 83, mọi người tự giác like xe các kiểu, nếu được hãy giúp em một đăng ký để kênh sớm đạt nút bạc nhé. Tiếp phần trước. Chuyển cảnh đến chỗ Khương Nguyên, anh đang trầm ngâm thì có người đến, Trình Khanh đó à, hôm nay thi đấu như thế nào? Trình Khanh có chút ngập ngừng, "Đệ, xin lỗi đã để sư huynh thất vọng, đệ đã thua một vị tiểu sư muội ở đỉnh Thần Loan." Khương Nguyên ngạc nhiên, "Đệ đang nói thật đấy sao? Với cảnh giới pháp tướng của đệ, thế mà lại bị lục sư muội có cảnh giới kim đan đánh bại." Thầm nghĩ, trong nguyên tắc từ Trình Khanh đối đầu với Lục Anh anh thì đương nhiên đệ ấy phải thắng mới đúng chứ chính khanh ánh mắt né tránh vâng để làm sao cả gan mà dám giấu sư huynh chứ nói đi cũng nói lại cũng là trách đệ không cẩn thận bị trúng máy trò nghịch ngợm của tiểu sư muội khương nguyên cũng thuận theo xem ra lục anh anh này chắc đã dở thủ đoạn rồi chính khanh hỏi sư huynh có biết chuyện gì không hôm nay ở đại hội võ thuật ngũ mạch đã xảy ra một chuyện lớn đó khương nguyên tò mò để nói ra nghe nào tên diệp thần kia có phải là hạng nhất rồi không chính khanh phủ nhận không có diệp thần đó quả thực là một thiên tài vô song hiếm thấy trong thời đại như lâm thủ trưởng ở đỉnh thần loan thực lực quá là đáng sợ khương nguyên có chút khó tin lâm tiêu vì thế lâm tiêu thắng sao chính khanh nói với giọng dứt khoát không những thắng đâu lâm tiêu kia còn cắt đứt cánh tay của diệp thần hơn nữa còn đâm kiếm xuyên qua chỗ hiểm trên người diệp thần nữa bây giờ tên diệp thần kia sống hay chết cũng đều không rõ ràng khương nguyên lập tức đánh rơi ly rượu thở dài ra hiệu được rồi ta biết rồi từ sư đệ cứ lùi xuống trước đi chính khanh nhớ ra à đúng rồi sư huynh vẫn còn một việc này trưởng giáo sư tôn bảo đệ hỏi huynh cuộc thử thách đi kiếm mộ sau khi đại hội võ thuật ngũ mạch kết thúc huynh vẫn sẽ tham gia đúng theo kế hoạch đúng không khương nguyên mỉm cười đương nhiên rồi thầm nghĩ dựa theo cốt truyện trong sách gốc trong kiếm mộ có đủ loại bảo vật quý hiếm mục tiêu duy nhất của ta chính là cái đó thanh lam pháp kiếm chỉ khi có được thanh kiếm này chúng ta mới có thể khởi động lại đội hình bảo vệ núi lục đạo luân hồi do tổ tiên chúng ta truyền lại ngăn chặn lại sự xâm chiếm của ma môn vừa nghĩ khương nguyên vừa nâng ly lâm tiêu sư đệ mặc dù không biết cậu chỉ là một chàng trai bình thường trong cốt truyện tại sao bổn mệnh bản thân lại đột phá đến vậy nhưng ta hy vọng rằng tiếp theo sau đây trong những sự kiện quan trọng liên quan đến thanh lam tông chúng ta là bạn chứ không phải kẻ thù tình cảm của ta dành cho cậu lớn hơn nhiều so với long ngạo thiên và tên diệp thần kia lâm sư đệ ly này sư huynh sẽ uống vì cậu đã đánh bại diệp thần áp đảo toàn bộ đấu trường chúc mừng chuyển cảnh đến vực thẳm liên hoa động dương băng huyền thiên ba sư muội thanh lam tông chất vấn nam chiếu quốc công chúa điện hạ hoài chân sư muội đã bị thương thành ra như vậy rồi ngươi thực sự là có cách giúp muội ấy sống lại sao không thể nào ăn nói lung tung được đâu đấy công chúa điện hạ Chúng tôi còn cả gan dũng cảm đưa Hoài Chân đến động tiên của Sư Tôn, mạo phạm cho dù bị Sư Tôn mắng mỏ, nếu lần này không thể khiến Hoài Chân sống lại, thì ngươi phải cho chúng tôi một lời giải thích, công chúa điện hạ, đại sư huynh của nhà chúng tôi nếu như đã tin tưởng ngươi, thì vẫn mong người đừng làm huynh ấy thất vọng. Cả ba cùng nghĩ thầm, ta thà rằng bị sư muội, sư tỷ cướp đại sư huynh đi mất, chứ không thể nào để người ngoài cướp đi sư huynh được. Triệu Thanh Điệp liền trốn sau lưng Lâm Tiêu, "A à cái, cái này, tiểu ca ca, huynh mau giúp ta nói với ba vị thần tiên tỷ tỷ này đi." Lâm Tiêu thành khẩn nắm chặt tay Triệu Thanh Điệp, sư muội của huynh năng lượng còn chưa bị cắt đứt trong tâm hồn còn có một tia chấp niệm có hy vọng lớn lao có thể được cứu nhưng muội ấy phải thay đổi thân thể ta tin cô triệu cô nương à xin cô cứ giải quyết đi thầm nghĩ trong thiết lập của cốt truyện cùng với tu la chiến thể của trúc vạn ninh Ngựa thú linh thể của lục anh anh cầm tâm kiếm phách của sở ấu vi đều như nhau vị công chúa nam chiếu quốc này là một trong những người quan trọng ở giai đoạn đầu cũng được sắp đặt một thể trạng đặc biệt đó là cứu thế liên tâm trong cốt truyện bị tám đại ma môn vây quanh thanh lam tông cửu u ma điêu của diệp thần thiên âm huyết ma bị phá phong ấn bị hút khô máu thịt chỉ còn lại một hàng bộ xương sau trận chiến đó diệp thần đau khổ không nguôi chính là triệu thanh điệp người con gái kiêu xã ấy đã mang xác của cửu u ma điêu đem về nam chiếu quốc dùng thân cây sự sống cổ thụ ở miền nam tân cương làm chất dinh dưỡng giúp cửu u ma điêu trọng sinh triệu thanh điệp sao xuyến tiểu ca ca huynh tốt bụng ghê ba sư muội lập tức quát lớn mau bỏ đại sư huynh của ta ra mau lâm tiêu lập tức tiến đến ôm lấy cả ba ba tiểu sư muội của ta ơi ngoan một chút đi cho đại sư huynh một chút mặt mũi các muội đi trước đi đừng có làm phiền triệu cô nương đang chữa trị cho hoài chân nữa có được không nào ba sư muội liền bị những lời này làm cho mềm lòng cũng được đều đều nghe theo đại sư huynh cả xin lỗi đại sư huynh vi vi lúc nãy có hơi manh động không có hiểu chuyện đại sư huynh thật ra anh anh vẫn luôn tin tưởng triệu cô nương chỉ là hai vị sư tỷ lúc này tiêu hồng lăng xuất hiện tiêu nhi nãy ta vừa tự đi đến thái thương sơn một chuyến để diễn kiến lục thánh thái vũ chân nhân chuyện con làm trọng thương diệp thần sẽ không còn ai truy cứu nữa lâm tiêu có chút ngượng ngùng cảm ơn sư tôn đã vì đồ nhi mà chịu phạt nhưng mà cái tên diệp thần kia đã chết chưa vậy mọi người nhớ ấn chuông thông báo để xem tiếp bộ này nhớ quét mã trên màn hình ủng hộ em một nghìn đấy nhé trên màn hình là một số video hay ho khác yêu mọi người donate càng yêu